muốn chia sẻ điều mà Chúa bày tỏ cho mục sư ạ. Xin trân trọng kính mời mục sư. Trước cảm ơn Chúa, cảm ơn hội đồng. Trước cảm ơn Chúa và cảm ơn ân nhân đã khi mà ngày hôm qua cầu nguyện á, thì mục sư Sang xong rồi buổi trưa đó thì mục sư Sang có điện cho tôi. Thì có một ân nhân giúp đỡ cho ngay cái khu vực tôi đang ở là 100 thùng mì. Trước cảm ơn Chúa, sau nữa cầu nguyện Chúa ban phước cho tấm lòng của quý con cái Chúa đã giúp đỡ điều này. Đến phát khoảng 25 hộ thì 75 thùng, họ nói những cái lời có thể nói là rất là cảm ơn Chúa. Họ nói cho tôi thêm thùng nữa đi, gia đình tôi đông quá. Khu này là nó cũng giăng dây hết rồi, mà trong nhà trọ ở đây rất là nhiều. Thành thử ra cảm ơn Chúa đưa đủ hết, còn dư lại thì tôi sẽ phân phát thêm nữa cho hội thánh Chúa. Anh em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi. Thì tôi làm việc này cũng lâu rồi, nghĩa là mấy tháng nay đi những con cái Chúa nào ở xa mà sống lẻ loi nơi nhà trọ hoặc là có ấy đó, cứ việc điện thoại cho tôi đi. Có cái gì đó thì tôi chuyển tới cái đó để mình san sẻ với nhau, thấy đói cho ăn, thấy khát cho uống. Mình không kể họ là ai, nhưng mà trong quận, ở thành phố được rồi, quận 12, ở chỗ nào tôi đi được đến thì tôi sẽ đến. Thì cái điều nữa tôi cũng cảm ơn Chúa như thế này. Chúng ta phải hạ lòng kiên ăn. Chúng ta sẽ góp phần vào trong công việc Chúa để rồi kiên ăn cầu nguyện. Không phải kiên ăn này nằm dạ để Chúa ơi ngài làm gì đó cho con, nhưng mà kiên ăn cho đất nước mình. Mình cầu nguyện cho dân tộc mình, cầu nguyện cho thành phố mình và kiên ăn cầu nguyện cho những anh chị em. Tôi khi tôi đọc mà thầy Thiện mà chia sẻ trong Esai này, ôi Chúa ơi, nó bị cáo trách vô cùng luôn. Thì khi tôi đọc lại Esai 43 mà tôi coi bản dịch 2011, mà Chúa nói với Jacob, Chúa nói với Israel, Chúa nói là nhưng ngươi đã lấy tội lỗi ngươi làm gánh nặng cho ta. Ôi Chúa ơi, tội lỗi làm gánh nặng cho Chúa. Rồi xong nữa một câu, lấy cái gian ác ngươi mà làm cho ta chán. Một cái điều mà một câu ngắn gọn thôi mà ôi Chúa ơi, con biết lỗi rồi Chúa ơi. Ngay giờ phút này quý con cái Chúa cũng như tôi. Rồi một câu nữa Chúa nói rằng ta, chính ta, thì ta đã mà xóa bỏ các tội phạm ngươi và ta sẽ không nhớ tội lỗi ngươi nữa. Hãy nhắc cho ta nhớ, hãy cùng nhau tranh luận, hãy trình bày lý lẽ ngươi để những chứng tỏ rằng người đúng. Mình trình bày, con người ta ai cũng sai phạm anh chị em ơi. Mình không bao giờ mình nhìn với cái gai trong mắt mình hay là cái đà trong mắt mình, mình hãy lấy cái gai cái đà đó lên mà nhìn trong cái lòng thương xót. Hãy cầu nguyện ngay giờ phút này. Chúng ta qua cái sự dạy dỗ buổi sáng hôm nay mà tôi tới Chúa đã chia sẻ, đói cho ăn, khát cho uống, mà hãy quăng hết những cái gánh nặng gian ác tội lỗi ra khỏi đời sống mình. Xin Chúa cắt bỏ. Để rồi Chúa ơi, Chúa nói những cái lời mà con không thiểu hiểu nổi cái tấm lòng của Chúa. Ngươi lấy cái gian ác ngươi mà gánh nặng cho ta, ta chán ngươi. Ngươi lấy cái gian ác đó ngươi làm cho ta chán. Ôi Chúa ơi, con người bất toàn của chúng con ngay giờ phút này, quý con cái Chúa ơi, đứng lặng trong 2 phút để chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, tha thứ cho con. Chúa tha thứ cho anh em chúng con đang nằm trên giường bệnh. Chúa tha thứ cho con gái con, tha thứ cho hội thánh. Chúa tha thứ cho đầy tớ ngài. Chúa ơi, ngài nhìn chúng con với lòng thương xót, chậm giận giàu ơn. Ngài nói với chúng con rằng ngài xóa hết tội lỗi của chúng con rồi. Hãy biện luận đi. Còn những cái cặn bã nào, có cái cáo cạnh nào trên đời sống mình, kiêu ngạo ư, sắc sược lời nói hỗn hào chăng, say sưa thờ hình tượng chăng, mê của đời này chăng, hay là danh vọng. Trời ơi, con hạ lòng trước mặt ngài. Có ô uế gì trên đời sống con, mắt thấy tai nghe lòng dấy lên, thì Chúa ơi, ngay giờ phút này chúng con hạ lòng trước bệ chứng Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chính con, anh em con, cũng như nói Chúa ơi, anh em con tha thứ cho con có lời nói giáp phạm,
cho những chỉ trích nói hành. Chúa ơi, ngay giờ phút này chúng con ăn năn với Ngài. Chúa ơi, hãy xưng tội cùng nhau, tội lỗi được tha, Chúa sẽ đỡ kẻ bệnh dậy. Chúa ơi, chúng con ngồi ngay vọng canh này, chúng con đổ nước mắt ra, con khóc cho dân tộc chúng con, con khóc cho thành phố này. Chúng con vui mừng mãi mãi, chúng con cầu nguyện không thôi. Nhưng mà Chúa ơi, con nhìn những cái người mà đang bệnh, những người mà đang ngã nhào thế, đang bị qua đời, làm sao vui nổi Chúa ơi. Con thấy họ đói, con thấy họ thèm khát. Chúng con quặn thắt những điều này. Xin Chúa bảo vệ con, bảo vệ anh em con, rồi mọi chúng con chung tay chung sức để rồi cùng nhau ban phát những thực phẩm, ban phát lời của Chúa cho những người lân cận mình. Xin Chúa hãy tha thứ, Chúa ơi, Ngài tha thứ. Ngài nói Ngài xóa hết vi phạm chúng con. Phương Tây xa cách phương Đông bao nhiêu thì Ngài quăng vi phạm chúng con xa bấy nhiêu. Ngài không nhớ đến tội lỗi con nữa, mà chúng con phải khai ra hết, chúng con phải nói hết những cái vi phạm của mình. Buổi sáng hôm nay con hạ mình trước mặt Ngài. Chúa ơi, chúng con biết lỗi của chúng con rồi, xin Chúa hãy tha thứ. Tha thứ cho đất nước này. Tha thứ cho thành phố chúng con đang sinh hoạt. Tha thứ cho gia đình con. Có những lời nói khước từ Chúa, có những lời nói chống nghịch Chúa, những hành động tội lỗi, tội ác. Con đứng nơi sức mẹ này, con cầu thai và con ăn năn tất cả. Một lần nữa con nói bằng cả tấm lòng con. Chúa ơi, chúng con biết lỗi rồi, Chúa ơi, chúng con biết lỗi rồi. Chúa ơi, dừng lại đi, Chúa ơi. Chúa ơi, Chúa dừng lại đi, Chúa ơi. Chúa ơi, đừng chậm trễ nữa, Chúa ơi. Chúa ơi, đừng chậm trễ nữa, Chúa ơi. Chúa mau mau, Chúa ơi. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa Giêsu ơi, con kêu cầu Ngài. Chúng con biết lỗi rồi, Chúa ơi, con nhận lỗi rồi, Chúa ơi, con quỳ dưới chân Chúa, con nhận lỗi rồi, Chúa ơi, lỗi của con, Chúa ơi. Con cảm ơn sự nhân từ Chúa tha thứ cho chúng con. Ngài không nhớ đến tội lỗi của chúng con. Con cảm ơn lòng thương xót của Chúa Giêsu. Ngài không nhớ đến tội lỗi chúng con. Ngài chết thay cho tội lỗi của chúng con. Con cảm ơn Thánh Linh Ngài đã cáo trách nhắc nhở những cái vi phạm của cuộc đời chúng con. Con cũng cầu nguyện cho quý con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa ơi, những sai phạm của chúng con, Ngài xóa. Chúa phán với chúng con rằng tội được tha, hãy đi cho bình an. Con cảm ơn Chúa, xin Ngài tha thứ cho anh chị em chúng con, để rồi Chúa đỡ những người bệnh dậy. Tội được tha, người bệnh cũng được chữa lành. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng tội anh chị em được tha, tội con cũng được Chúa tha, Chúa chữa lành tất cả và Chúa phục hồi chúng con lại, để chúng con hiệp một lại, chúng con kêu cầu danh của danh Chúa Giêsu. Chỉ có một mình danh Chúa Giêsu có quyền tha tội cho chúng con, bởi vì Ngài đổ huyết ra cho nhiều người được tha tội. Cảm ơn Chúa, Ngài tha tội cái quá khứ của chúng con, Ngài tha tội cái sự hiện tại của chúng con và tương lai chúng con. Chúa ơi, Ngài dẫn dắt để chúng con đi vào đường ngay thẳng của Ngài, để chúng con sống đẹp lòng Chúa.
Xin Chúa chúc phước ban ơn cho những người âm thầm tình nguyện để làm công việc của nhà Chúa. Xin Chúa che chở, bảo vệ cho các đầy tớ của Ngài. Để rồi Chúa ơi, qua việc lành của chúng con mà mọi người ngợi khen Chúa, người chạy đến Chúa. Không phải 20.000 người nghe tin lành nữa, mà Chúa ơi, cả đất nước Việt Nam này đều nghe tin lành cứu chuộc của Ngài, sự thương xót của Ngài. Con ao ước khao khát dân tộc Việt Nam này, Chúa ơi, Ngài làm chủ, Chúa ơi, Ngài làm chủ. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng dấy lên những tấm lòng anh chị em chúng con, để rồi chúng con hiệp nguyện trong những ngày kiên ăn năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tháng, để rồi tìm kiếm Ngài. Cha ơi, con cảm ơn sự nhân từ Chúa. Con cảm ơn lòng thương xót của Chúa. Con cảm ơn tình yêu thương của Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con ngày hôm nay và tiếp tục dẫn dắt con nữa. Con cảm ơn Chúa, ngợi khen Cha. Con dâng hết thảy chúng con trong tay Cha, chúng con thành kính biết ơn, chúng con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.